chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tổ Buồn 247. Những ngày qua thì câu chuyện gạo nhái ST25 đã được lên hẳn hai phóng sự của đài truyền hình VTV, bởi đây đang là một cái quá đau đầu đối với các bà nội trợ khi mà ra siêu thị bây giờ nó có cả trăm loại gạo, chẳng biết loại nào ngon, loại nào dở. Cùng là ST25 thế nhưng có cái rất rẻ mà có cái thì giá nó đắt đến cắt cả cổ. Thế xong nó lại còn là gạo loại 1, loại 2 nữa chứ, không biết đâu mà lần nữa cả. Rõ ràng là mình đang sống ở một đất nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, có gạo ST25 ngon nhất thế giới. Thế nhưng người dân Việt Nam hiện tại họ đang cảm thấy rất khó chịu với gạo nhái. Cuối cùng thì mình đang sống ở trên vựa gạo đây mà mình có được ăn gạo ngon nhất thế giới đâu, thế nó mới nhục chưa lệ. Thế nhưng dù sao thì đó chỉ là nhìn đi mà thôi, chứ còn nhìn lại thì em nói thật với anh em luôn, anh em chưa được ăn gạo ngon cũng là một cái may đấy. Bởi ăn gạo ngon xong nhá, không quay về ăn được gạo đều nữa cơ, nhục lắm. Ui dồi, cái gạo ST25 lúa tôm nhá, hạt nó dài, nó săn, nó thơm. Ui dồi, ăn vào cũng ngỡ như kiểu là ăn xôi ấy. Thế nhưng thực ra lại gạo tẻ anh em ạ. Ui dồi, em ăn được 2-3 bữa cái gạo ST25 lúa tôm của nhà ông Hồ Quang Cua thôi mà em ám ảnh đến tận bây giờ luôn. Đầy thủa nhà ai mà tại sao trên thế giới nó có một cái loại gạo nó ngon đến thế cơ chứ. Và xong 3 bát cơm đi tìm hiểu ra mới biết, hóa ra cái ST25 bản chất nó là cái giống lúa mà thôi. Chữ ST là viết tắt của từ Sóc Trăng, còn số 25 nó là ký hiệu để phân biệt. Nhưng mà để dễ hiểu thì anh em có thể hiểu nôm na như kiểu là các đời iPhone ấy mà. ST nó có nhiều đời lắm, ST21 này, ST24 này, hay là ST25 này. Kiểu như là iPhone, nó có iPhone 11, 12, 13 ấy. Giống gạo ST25 là giống gạo được kỹ sư Hồ Quang Cua nghiên cứu ra. Nó đã từng đi thi ở Philippines và đạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2019. Đến năm 2020 mang đi Mỹ để thi thì nó chỉ xếp thứ hai mà thôi. Thế nhưng đến năm 2023 thì gạo ST25 của ông Hồ Quang Cua lại đạt giải nhất. Cái giải gạo ngon nhất thế giới này bọn nó xét kỹ lắm, từ hình dáng gạo này cho đến mùi thơm này, rồi thì chất lượng dinh dưỡng ở trong gạo này phải đạt chuẩn và hơn hẳn các nước khác thì mới đạt giải nhất đây, chứ Việt Nam mình có vẻ vớ vẩn đâu. Chính vì thế nên nếu như có điều kiện thì anh em có thể thử cái loại gạo ST25 ngon nhất thế giới một lần cho nó biết, để xem Việt Nam mình giỏi như nào, tự hào lắm anh em ạ. Thế nhưng mà đúng là nếu như không tìm hiểu kỹ thì không thể nào biết được đâu là gạo thật và đâu là gạo nhái cơ. Vì nó có nhiều loại ST25 kinh khủng khiếp. Riêng một cái giống gạo ST25 thôi thì nó đã có tận 4 loại được nuôi trồng và chế biến khác nhau rồi. Đầu tiên là gạo ST25 truyền thống. Đây là loại được trồng bằng phương pháp của các cụ ngày xưa hay làm. Trồng kiểu này thì được 2 vụ một năm, thế nên giá của nó là thấp nhất. Đắt hơn một tí là gạo ST25 lúa tôm. Sở dĩ nó được gọi là lúa tôm vì nó được trồng trên vùng nước lợ. Mùa khô nước của nó mặn thì người ta sẽ dùng để nuôi tôm. Khi mà đến mùa mưa xuống thì nước mưa nó sẽ rửa cái mặn đấy đi, thì người ta sẽ trồng lúa. Nuôi tôm và trồng lúa nó cộng sinh với nhau, thế nên gạo ST25 lúa tôm ăn nó ngon ngon thôi rồi luôn. Tôm sống ở bên dưới, thế nên cái phân của tôm thải ra nó là một nguồn dinh dưỡng cực kỳ tốt để nuôi cây lúa. Chính vì thế nên lúa sinh trưởng tốt và đạt chất lượng rất cao. Ngược lại, sau khi thu hoạch lúa, thân và rễ của lúa sẽ bị phân hủy, kích thích rất nhiều các loài vi sinh vật làm thức ăn cho tôm, giúp con tôm sinh trưởng tốt và khỏe mạnh. Chính vì thế nên cái mô hình này còn được gọi là mô hình con tôm nó ôm lấy cây lúa. Đây là một mô hình nuôi trồng cực kỳ sạch vì chẳng thể nào dùng hóa chất được. Dùng hóa chất thì sẽ chết tôm hoặc chết lúa ngay. Chính vì thế mà một năm nó chỉ được có một vụ lúa mà thôi, nên giá của ST25 lúa tôm nó đắt lắm, cứ phải 40 cành một cân cơ. Nghiện cái nào chứ nghiện cái gạo này thì theo mẹ như nghiện thuốc phiện luôn. Đắt hơn cái ST25 lúa tôm thì đó là ST25 mầm GABA. Về nuôi trồng thì nó giống hệt như cái ở bên trên, thế nhưng mà hạt lúa sau khi thu hoạch thì nó được ủ trong vòng 22 tiếng cho đến khi nhú mầm. Gạo mầm sau đó sẽ được sấy khô và đóng gói. Hoạt chất GABA ở trong gạo ST25 được quảng cáo là có tác dụng đảm bảo cho sự hoạt động bình thường của não bộ và các neuron thần kinh, giúp cho bạn giảm các triệu chứng lo lắng, ngủ ngon hơn, tốt cho tim mạch, và hình như nó còn được dùng cho các bệnh nhân tiểu đường nữa cơ. Và đắt nhất trong cái giống gạo ST25 đó là gạo ST25 hữu cơ. Đây cũng là một loại gạo được canh tác theo mô hình lúa tôm với tiêu chuẩn hữu cơ. Nó phải trải qua xét nghiệm vô cùng nghiêm ngặt của Mỹ và châu Âu để được chứng nhận là loại gạo sạch, không hề biến đổi gen. Nói chung là cứ có tí Mỹ và châu Âu một cái là đủ hiểu cái quy trình chúng nó nghiêm ngặt như nào rồi. Để xuất sang được cho chúng nó đút vào mồm á, bây giờ hơi bà con là mình vất vả lắm.
riêng cái giống gạo ST25 thôi mà nó đã có tận 4 cách nuôi trồng khác nhau rồi. Mỗi một nhà họ sẽ nuôi trồng, họ sẽ chế biến một kiểu thì nó sẽ tạo ra một thương hiệu gạo riêng. Nổi tiếng nhất là gạo ST25 ông cua. Thế nhưng mà ngoài ông cua ra ấy, thì còn ti tỉ các ông khác nữa cơ. Mấy nữa không cẩn thận lại có cả gạo ST25 của ông Tuấn ấy chứ anh em đừng có đùa. Mà gạo nhà ông Tuấn nhá thì là cũng là đi mua giống ST25 của ông cua về. Thế xong rồi nuôi trồng theo 4 kiểu khác nhau. Thế là chỉ có mỗi hai ông là ông cua với ông Tuấn thôi đã có tận 8 loại gạo khác nhau rồi. Bảo sao mà chị em đi siêu thị toàn bị loạn cũng đúng mà thôi. Thế nhưng câu hỏi đặt ra đó là tại sao con người lại có thể ăn cơm quanh năm ngày tháng mà lại không thấy chán? Ít nhất là ở Việt Nam, rộng hơn là ở khu vực châu Á. Tại sao lại là ăn cơm mà không phải là ăn các cái chất bột tương tự như kiểu là bún, phở hay là khoai sắn? Câu trả lời đó là bởi con người là một loài động vật. Con người là một loài động vật. Mà đã là động vật thì không có một loài nào ở trên trái đất này có thể không làm mà đòi có ăn như kiểu cái bọn thực vật, cái bọn cây cối được. Cái bọn thực vật cây cối ấy, chúng nó chả cần phải làm gì nhiều cả. Cứ ngồi im một chỗ tổng hợp ánh sáng xong bắt đầu là được ong, được bướm thụ phấn, rồi là được các mạch nước ngầm hoặc là được mưa tưới tắm cho tí. Thế là thôi, chúng nó sống phè phỡn luôn. Bọn đấy nó chỉ cần đứng im một chỗ thôi là chúng nó có thể tồn tại được rồi. Thế nhưng mà đấy, con người đấy, ông nào bắt chiếc mấy cái loại cây cối mà xem, ông ra ông càng phơi nắng hoặc là ông nhảy xuống sông, ông ngâm mình 3 tiếng ở đấy thôi là ông chết đứ đừ rồi. Chính vì động vật không dễ sống như thực vật, phải có làm mới có ăn. Thế nên động vật nó đâu có đòi hỏi gì cao siêu trong ăn uống đâu. Làm sao kiếm được một cái món gì đó rất là sẵn, rất là dễ tìm và ăn no để sống qua ngày, thế là nó vui lắm rồi. Chứ bây giờ lại đòi cao lương ngũ vị thì có mà chết. Xoáy thì có biết trèo cây đâu. Bây giờ tự dưng xoáy đòi ăn hoa quả mới sống cơ. Ôi ơi, thế thì xoáy tuyệt chủng lâu lắm rồi. Chính vì thế nên để sinh tồn được thì mỗi một loài động vật nó đều có một nguồn thức ăn chính được lặp đi lặp lại trong suốt cuộc đời. Sói là phải ăn thịt vì sói nó kiếm thịt rất là dễ. Chim là phải ăn hoa quả. Cá là phải ăn rong rêu tôm tép. Cứ cái thức ăn nào có sẵn ở trong môi trường của nó thì nó phải ăn quen cái đấy, chứ không thì chắc chắn bọn nó sẽ bị tuyệt chủng. Đó cũng chính là lý do mà tại sao cái vùng Đông Nam Á, cái vùng nhiệt đới nắng nóng há cả mồm này thì con người lại ăn các chất bột, cụ thể là ăn cơm mãi không thấy chán. Đơn giản bởi cái khí hậu này nó thích hợp nhất với việc trồng lúa bố rồi, nên là ông không có cái gì khác để ăn cho nó no hơn ngoài lúa đâu. Ba lý do để giải thích cho điều này. Lý do đầu tiên đó là bởi cái vùng này nó nắng nhiều. Chứ bây giờ ông bảo lạnh như bọn Tây ấy thì mạ nó chết hết bà rồi, nói gì đến lúa. Thứ hai ấy là ở cái vùng này nó mưa nhiều. Thế nhưng cái thứ ba mới là cái quan trọng nhất. Đó là trên một đơn vị đất đai thì cây lúa nó cho nhiều thức ăn nhất, nó giúp con người ta no bụng nhất. Không tin anh em cứ ngẫm mà xem, cùng một diện tích đó mà đi trồng khoai, trồng sắn ăn được có mấy bữa đâu. Trồng cây hoa quả ấy, thì lúc đấy lại còn đói nữa. Thế nhưng mà chỉ có trồng lúa thôi là bà con sẽ ăn được cả năm. Chính vì cái bản năng sinh tồn này, thế nên là con người ở vùng Đông Nam Á, rộng hơn là châu Á, người ta ăn cơm mãi người ta không thấy chán là vì vậy. Tất cả cũng vì sinh tồn mà ra thôi. Cái gen ăn cơm nó ngấm vào trong máu cả nghìn năm nay rồi. Thế nên là ở Việt Nam mới có cái trò là đi hỏi thăm sức khỏe của người già, là người ta toàn hỏi theo kiểu là úi dồi, bà dạo này đến bữa ăn được mấy sới này. Cũng chính vì cái trồng lúa này mà rồi thì loài người đang từ chỗ săn bắt hái lượm, lang thang phiêu bạt khắp nơi, lại trở thành một cái loài an cư lạc nghiệp, sống cố định một chỗ. Xong bây giờ bắt đầu là thổi giá chung cư vun vút như ngày hôm nay. Ngày xưa thì cứ lồng bồng này đầy mài đó. Thế mà bây giờ con người nhá, ai cũng phải phấn đấu cho mình ở nhà phải cao, cửa phải rộng. Nền nhà nhá là phải được lát sàn gỗ của bên Triệu sàn gỗ cơ thì mới ưng. Thậm chí nhá là phải mày phải lát cho anh cả trong cái nhà vệ sinh luôn đi cho nó hoành tráng. Hơi tí là lại bốc máy lên gọi: "Alo, Triệu à, mày tư vấn cho anh cái sàn gỗ nhà anh cái đấy. Sàn này bảo hành như nào? Làm hợp đồng cam kết giấy trắng mực đen cho anh luôn nhá." Ôi giời ơi. Câu hỏi đặt ra đó là tại sao con người từ một loài sống lang thang lại chuyển sang sống cố định ở một chỗ? Vấn đề này thì em xin được nợ lại ở trong số khác. Còn bây giờ anh em cần tư vấn gì về sàn gỗ, cần khảo giá gì thì cứ alo tới bên Triệu sàn gỗ nha. Bên đó họ tư vấn miễn phí luôn. Và nếu như anh em có bắt tay vào làm thì họ cũng cam kết bảo hành trên từng sản phẩm bằng giấy trắng mực đen luôn. Thế nên anh em cứ yên tâm. Thông tin chi tiết về bên Triệu sàn gỗ em để ở phía dưới phần bình luận nha sếp ơi.